Xin chào các bạn đến với Dâu Hải TV. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn lấy vật phẩm Holiday Kabuto Helmet nhé. Vậy là thành công rồi nhé, bây giờ vào avatar thử vật phẩm nhé. Đây rồi nhé, bây giờ thử mặt vào nhé. Vật phẩm này có hiệu ứng hoa anh đào nên các bạn nên lấy nhé, chứ nó bị off sale thì tiếc. Vậy là video đến đây là kết thúc rồi. Nếu video thấy hay nhớ đăng ký cho mình nhé, để cho kênh mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn.